Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao Động. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, khiến 4 người thương vong, trong đó có 3 thành viên thuộc câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử vong vào chiều ngày 12 tháng 8. Ngày 13 tháng 8, công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Đinh Tiến Bình, sinh năm 1987, chú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Trư Pư để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc trên. Theo công an vào chiều ngày 12 tháng 8, ông Bình lái xe chở đá mang biển kiểm soát 81H02760 lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi qua thôn Tao Cho, xã Yahru, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, thì vượt bên trái xe ô tô con của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai do ông Nguyễn Tú Sinh, 57 tuổi, chú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai lái đang lưu thông cùng chiều phía trước. Khi phát hiện phía trước làn đường ngược chiều có xe tải mang biển số tỉnh Đắk Lắk đang lưu thông theo chiều ngược lại nên Bình đánh lái qua phải, tránh xe này. Sau đó xe ông Bình tông vào phần đuôi, làm xe ô tô con mất kiểm soát Đúng lúc này xe tải biển số tỉnh Đắk Lắc đi tới, tài xế đã đạp thắng nhưng xe không thể dừng ngay nên đã tông vào xe ô tô con đối đầu với xe ben, vò nát xe ô tô của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai dưới gầm xe. Vụ tai nạn đã khiến cho ba thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử vong, tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương nặng. Như báo lao động đưa tin vào khoảng 14 giờ 40 phút tại km 1646 500 đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14, qua huyện Trư Pư, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 81H-02760 do Đinh Tiến Bình sinh năm 1987 điều khiển, lưu thông theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai. Khi đến địa điểm trên va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 81A-00470 do Nguyễn Tú Sinh, sinh năm 1966, trú tại phường Iacring, thành phố Pleiku điều khiển, chở theo ba người, Trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, sinh năm 1975, trú tại phường Diên Hồng, thành phố Pleiku. Tiền đạo ngoại binh Paulo Madeira Oliveira, sinh năm 1996. Bác sĩ Đào Trọng Trí, sinh năm 1992 và xe ô tô mang biển kiểm soát 47C26306 do Nguyễn Tấn Sơn, sinh năm 1984, trú tại huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk điều khiển. Hậu quả ba người trên xe ô tô con của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử vong gồm trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, tiền đạo ngoại binh Paulo Madeira Oliveira và bác sĩ Đào Trụng Chí. Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện Chư Pư khiến cho bốn người thương vong, ông Khuất Việt Hùng đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, gia đình huấn luyện viên Dương Minh Ninh và các nạn nhân thắp nến hương gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự mất mát, tang thương do hậu quả của vụ tai nạn. Đồng thời gửi lời động viên chia buồn của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, mong gia đình các nạn nhân vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Quốc Việt Hùng ghi nhận các cống hiến của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho nền bóng đá nước nhà. Vụ tai nạn là mất mát lớn cho đội bóng vô núi. Ông Hùng bày tỏ mong muốn các vận động viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giữ vững tinh thần, phát huy truyền thống, cống hiến, xây dựng cho nền thể thao nước nhà. Ông Nguyễn Tấn Anh, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nghẹn ngào điều đáng tiếc không mong muốn đã xảy ra với đội bóng. Anh Ba Đức, ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch quản trị tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã có chỉ đạo, câu lạc bộ cố gắng lo chu đáo vẹn toàn hậu sự cho các thành viên nhằm chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân. Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đến bệnh viện đa khoa tỉnh thăm hỏi đồng với tài xế Nguyễn Tú Sinh người may mắn sống sót trong vụ tai nạn, được người dân địa phương cứu thoát khỏi xe ô tô con bị mắc kẹt. Ngày 13 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Yaharu, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai. Theo đó, cơ quan chức năng xác định tài xế điều khiển xe ô tô tải Ben mang bình kiểm soát 81H02760 không đảm bảo các điều kiện khi vượt xe theo quy định nên đã dẫn đến tai nạn liên hoàn khiến 3 thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Tại hiện trường, Thượng tá Phan Văn Mạnh, Phó trưởng Công an huyện Trư Pư cho biết, vụ việc có liên quan đến người nước ngoài nên đã chuyển cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Công an huyện đã phối hợp cùng với Cơ quan Cảnh sát Điều tra PC01 Công an tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chư Pư, Phòng Kết thuật Hình sự Công an tỉnh Gia Lai, Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai và những người liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi đối với ông Dương Minh Ninh, anh Đào Trọng Chí và anh Paulo Madeira Oliveira. Qua đó, xác định nguyên nhân tử vong ban đầu của nạn nhân Ninh là bị chấn thương sọ não, anh Trí bị chấn thương ngược kín và anh Paulo Madeira Oliveira do chấn thương vỡ sọ dập não. Qua kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy đối với các tài xế Đinh Tiến Bình, Nguyễn Tấn Sôn và ông Nguyễn Tú Sinh đều không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Các tài xế Nguyễn Tú Sinh, Nguyễn Tấn Sôn, Đinh Tiến Bình cũng đều có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật. Các phương tiện còn thời hạn kiểm định, không có dấu hiệu bất thường. Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai cho biết Kết quả kiểm tra xác minh ban đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông lỗi chính thuộc về lái xe Đinh Tiến Bình điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 81H 02760. Phương tiện này vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi ô tô mang biển kiểm soát 81A 00470 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, mất kiểm soát tay lái, không dừng lại mà tiếp tục tông vào bên trái xe ô tô mang biển kiểm soát 81A 00470 bên làn đường ngược lại và gây ra tai nạn. Xét thấy hành vi của Đinh Tiến Bình, tài xế xe tải mang biển kiểm soát 81H02760 có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật hình Sự, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định số 118 QĐ CSDTD3 tạm giữ hình sự đối với tài xế trên. Cũng trong sáng nay, ngày 13 tháng 8, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia do Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng dẫn đầu, đại diện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ, sau vụ tai nạn thảm khốc, chị Tammy, vợ của tiền đạo Paulo Madeira Oliveira, mong muốn đưa thi thể của tiền đạo Paulo về quê nhà ở Bồ Đào Nha. Theo đại diện câu lạc bộ hôm qua, ngày 12 tháng 8, lúc xảy ra tai nạn, chị Tammy đang ở thành phố Pleiku. Hiện mẹ của Paolo ở Bồ Đào Nha đang làm thủ tục sang Việt Nam. Gia đình có nguyện vọng đưa Paolo về quê nhà. Câu lạc bộ đang tìm dịch vụ mai táng đưa thi thể của Paolo về thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mới đưa về Bồ Đào Nha bằng hòm chuyên dụng. Đại diện đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia ông Khuất Việt Hùng chuyển lời chia buồn sâu sắc của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đến gia đình các nạn nhân và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ông Võ Trung Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho biết, các cầu thủ và ban huấn luyện vừa trải qua chuỗi ngày dự giải V-League 2023 đầy căng thẳng. Sau trận đấu với đội Sông Lam Nghệ An, các cầu thủ mong muốn trở về nhà nghỉ ngơi và thăm gia đình. Không ngờ xảy ra tai nạn thảm khốc. Ông Sơn xót xa. Đây là một mất mát to lớn của câu lạc bộ và tập đoàn. Vụ tai nạn giao thông đã cướp đi những người thân yêu của đội bóng. Được biết, thi thể của trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh hiện đã được đưa về nhà tại thành phố Pleiku. Đến ngày 16 tháng 8 sẽ đưa về an táng tại quê nhà của nạn nhân ở Đắk Lắk. Thi thể của bác sĩ Đào Trọng Trí cũng đã được đưa về nhà tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai để lo hậu sự. Riêng thi thể của tiền đạo Paulo Oliveira đang được đặt tại nhà tăng lễ bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai ở Pleiku. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chờ mẹ của Paulo từ Bồ Đào Nha sang Việt Nam. Sau đó mẹ và vợ của tiền đạo Paulo sẽ đưa thi thể của cầu thủ này về an táng để quê nhà Bồ Đào Nha. Đây là nguyện vọng từ phía gia đình cầu thủ Paulo Oliveira. Phía Hoàng Anh Gia Lai sẽ hỗ trợ dịch vụ tốt nhất đưa thi thể của tiền đạo người Bồ Đào Nha từ Pleiku xuống thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thi thể của Paulo Oliveira sẽ từ thành phố Hồ Chí Minh được đưa về Bồ Đào Nha. Câu lạc bộ cũng đang hoàn tất các thủ tục để đưa thi thể tiền đạo Paulo Madeira Oliveira về thành phố Hồ Chí Minh trước khi đưa về quê hương của Paulo ở Bồ Đào Nha. Thưa quý vị, chỉ bởi việc bất cẩn khi điều khiển phương tiện giao thông mà lái xe đã gây nên bi kịch quá lớn đối với gia đình các nạn nhân. Vụ việc một lần nữa cảnh tỉnh các tài xế, đặc biệt là những phương tiện lớn cần phải thật sự cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho chính bản thân và những người xung quanh. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.